những quyển sách mà Jeff Bezos khuyên đọc. Đối với một doanh nhân, tỷ phú, giàu có bậc nhất trên thế giới như Jeff Bezos, thói quen đọc sách vừa là cách để ông hoàn thiện bản thân và việc kinh doanh của mình, cũng vừa là cách thư giãn sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Về những quyển sách kinh doanh nào đã tạo nên thay đổi lớn trong tư duy, cách làm việc và cả cuộc đời của Jeff Bezos, ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé! Thói quen của Jeff Bezos. Ngày 5 tháng 7 năm 2021 là ngày cuối cùng của Jeff Bezos trên cương vị giám đốc điều hành tại Amazon. Ông thành lập Amazon vào năm 1994 với mục tiêu đầu tiên là bán sách trực tuyến. Nhưng sau đó, công ty này đã trở thành một gã khổng lồ thương mại điện tử với giá trị thị trường là 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nhờ đó, Jeff Bezos đã trở thành người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Cũng như những người thành công và giàu có khác, Bezos được biết đến như một người rất thích đọc sách. Đây là cách nhanh nhất để ông có thể khám phá những góc nhìn mới, ý tưởng mới để nâng cao chất lượng kinh doanh. Ngay cả những người không thích CEO Amazon cũng phải thừa nhận rằng vị tỷ phú này đã đạt được nhiều thành tựu trên phương diện kinh doanh. Dù bạn có thể dễ dàng gửi một email cho Jeff Bezos khi ông công khai mail của mình là jeff@amazon.com, nhưng rất khó để vị tỷ phú này hồi đáp bạn bằng một danh sách những cuốn sách nên đọc. May mắn thay, các nhân viên của Amazon truyền tay nhau một danh sách những cuốn sách của Jeff Bezos, Jeff's Reading List. Đó là những cuốn tự truyện, sách kinh doanh đã giúp cho ông định hình suy nghĩ về con đường thành công và tạo dựng nên đế chế Amazon hùng mạnh. Từ tốt đến vĩ đại, tác giả Jim Collins. Được viết bởi tác giả Jim Collins, quyển sách Good to Great với tựa Việt Từ tốt đến vĩ đại nằm trong số 20 quyển sách có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới về quản trị kinh doanh, từng được bình chọn bởi tạp chí Forbes. Nội dung cốt lõi của sách này xoay quanh việc lý giải cách các doanh nghiệp phải đối mặt với hiện thực khốc liệt trong kinh doanh, cách tìm ra điểm đặc biệt để duy trì vị thế cùng đà tăng trưởng, cũng như cách tìm ra đâu là điểm cần củng cố, đâu là điểm cần thúc đẩy. Đặc biệt, đây cũng là quyển sách đã giúp tỷ phú Jeff Bezos cùng đội ngũ quản trị tại Amazon đưa công ty công nghệ này vươn lên mạnh mẽ vào đầu những năm 2000. Trong một lần phỏng vấn với Vox, tác giả Jim Collins cho biết ông đã từng đến thăm trụ sở của Amazon khi công ty này mới 4 năm tuổi để trao đổi với Bezos cùng các lãnh đạo khác về nội dung cốt lõi của quyển sách Từ tốt đến vĩ đại, mà qua đó đã làm thay đổi hướng phát triển của Amazon. Sau khi Collins nói chuyện với đội ngũ quản lý của công ty, Jeff Bezos quyết định thay đổi cơ cấu kinh tế theo lời khuyên của Collins. Trong một podcast với Kara Swisher, Collins nhớ rằng ông đã nói với Jeff Bezos và những người điều hành cấp cao của Amazon rằng họ hãy ngừng tập trung vào những lợi ích ngắn hạn và đưa ra quyết định dài hạn, điều mà ông gọi là logic không thể thay đổi của thành công. Theo đó, từ tốt đến vĩ đại đã giúp Bezos cùng đội ngũ quản trị định hướng và xây dựng lộ trình cho sự thay đổi chiến lược đã giúp Amazon vào guồng quay tăng trưởng thu về khoản lợi nhuận đầu tiên trong quý 4/2001 sau những năm kinh doanh không có lãi và chật vật ứng phó với bong bóng .com. Với kiến thức tích lũy được, Bezos và nhóm của ông tại Amazon đã có thể thực hiện những thay đổi chiến lược cần thiết trong việc kinh doanh để thiết lập bánh đà thành công trong tương lai. Xây dựng để trường tồn các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại hàng đầu thế giới, tác giả Jim Collins. Xây dựng để trường tồn các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại và hàng đầu thế giới là quyển sách về quản trị được viết bởi hai tác giả Jim Collins và Jerry I. Porras, giáo sư về hành vi và thay đổi trong tổ chức tại trường kinh doanh thuộc đại học Stanford. Chỉ sau 2 năm xuất bản, quyển sách đã được dịch ra 13 ngôn ngữ và xuất bản hơn 40 lần trên toàn thế giới. Đây là cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Mỹ, Nhật Bản, Nam Mỹ và nhiều nước châu Âu khác. Quyển sách này là công trình nghiên cứu của hai tác giả trong 6 năm để trả lời cho câu hỏi điều gì đã tạo nên một công ty vĩ đại
trường tồn theo thời gian và cái gì tạo nên sự khác biệt của những công ty hàng đầu so với những công ty khác. Để có thể trả lời cho hai câu hỏi này, hai tác giả đã lấy mẫu ý kiến từ nhiều CEO từ các tập đoàn hàng đầu thế giới thuộc Fortune 500. Sau khi dựa trên các kết quả, họ đã chọn ra 18 công ty hàng đầu được kể tên nhiều nhất. Trong đó, công ty trẻ nhất là năm 1945 và lão làng nhất là năm 1812, với tổng số năm của các công ty cộng lại là 1.700 năm. Theo chia sẻ của tác giả, đây là một khám phá gây ngạc nhiên và phản trực giác nhất từ trước đến nay. Nhưng thông tin mà quyển sách mang lại đã phá vỡ những quan niệm sai lầm của nhiều người trong giới kinh doanh. Đặc biệt là những quan niệm đã bám rễ sâu trong tư duy của phần đông nhiều người, đó chính là để lập ra công ty vĩ đại, cần một ý tưởng vĩ đại và các công ty hàng đầu đòi hỏi có những người lãnh đạo xuất chúng, có sức lôi cuốn. Bằng hàng trăm ví dụ rõ ràng và thuyết phục cùng những câu chuyện thực tế đã diễn ra của các công ty hàng đầu, quyển sách đã chứng minh thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong đó, lập ra một công ty từ một ý tưởng vĩ đại có thể là một ý tưởng tồi, vì hầu như không có công ty hàng đầu nào ra đời với một ý tưởng vĩ đại cả. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu, một nhà lãnh đạo vĩ đại có sức lôi cuốn càng không cần thiết, mà đôi khi nó còn là trở ngại cho sự phát triển lâu dài của công ty. Hai tác giả cho rằng, trong một công ty bất kỳ, các nhà lãnh đạo rồi cũng sẽ bị thay thế, công nghệ rồi sẽ lỗi thời, phương pháp quản trị, sản phẩm hay chiến lược đều có thể thay đổi. Nhưng có những điều bất biến, không thay đổi mà hai tác giả đã tìm ra và được đúc kết trong quyển sách này thật sự rất hữu ích cho những ai mong muốn xây dựng công ty hàng đầu. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Sam Walton và cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, tác giả Sam Walton. Jeff Bezos từng chia sẻ rằng ông đã rút ra được rất nhiều bài học khi đọc cuốn sách Sam Walton và cuộc đời kinh doanh tại Mỹ để áp dụng vào tập đoàn Amazon. Cuốn sách này kể một câu chuyện về cuộc đời kinh doanh của ông vua bán lẻ Sam Walton, cha đẻ của tập đoàn Walmart. Ông được lịch sử ghi nhận là một trong những người giàu nhất trên thế giới trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Với bản chất dung dị cố hữu, Sam Walton đã kể câu chuyện một cách đơn giản và dễ gần, đúng như bản chất trong triết lý kinh doanh của Walmart. Tờ San Francisco Chronicle California nhận xét, đây thực sự là một cuốn tự truyện đầy cảm hứng. Walton đã kể câu chuyện tuyệt vời của cuộc đời ông với niềm tin mãnh liệt và không một chút giấu giếm về những sai lầm của mình. Đó là câu chuyện về khởi nghiệp, sự mạo hiểm, những rủi ro và khó khăn, những mục tiêu và cách mỗi người phấn đấu để đạt được mục tiêu. Và đó cũng là một câu chuyện về niềm tin vào lý tưởng, ngay cả khi có thể một số người không đồng tình và ngăn cản con đường của bạn. Sam Walton kể lại câu chuyện phi thường của ông bằng cách mà không ai có thể bắt chước. Sam chia sẻ suy nghĩ một cách thẳng thắn, chân thành, nhưng cũng đầy nhiệt huyết, cảm hứng và sự lạc quan. Đây cũng chính là những nguyên tắc sống và kinh doanh cơ bản đã đưa ông đến với giấc mơ Mỹ, Detroit Free Press nói về cuốn tự truyện. Một trong những điều quan trọng làm nên thành công của Walmart chính là công thức kinh doanh vô cùng đơn giản đã được ông đúc kết, đó là cắt giảm chi phí, giảm giá, dịch vụ tối ưu, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin và đảm bảo cuộc sống của nhân viên. Chiến lược này được xem như là chìa khóa mang lại thành công cho Sam Walton. Tuy nhiên, cuốn sách đã bật mí một chiến lược khác mà theo Sam Walton là quan trọng nhất, đó chính là nhân viên và cửa hàng. Không những quan tâm tới khách hàng, bạn còn phải để tâm đến các cửa hàng và nhân viên của mình. Bạn phải thuê những nhân viên có quan điểm đúng đắn. Nếu bạn muốn mọi nhân viên quan tâm đến khách hàng, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quan tâm tới họ. Đó là một phần quan trọng nhất đã làm nên thành công của Walmart. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa ra những chỉ dẫn để mọi người đều có thể trở thành một doanh nhân huyền thoại như Sam Walton. 1. Hãy học theo những phương pháp kinh doanh thành công của người khác và áp dụng cho chính công ty của mình. 2. Có cạnh tranh thì mới có phát triển, nên hãy vui vẻ chấp nhận nó. Và 3. Hãy tiết kiệm và đặc biệt là bạn đừng sợ sai.
Mục tiêu, quá trình liên tục hoàn thiện, tác giả Eliyahu Goldratt. Nằm trong danh sách 25 cuốn sách về quản lý kinh doanh có sức ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn, tác phẩm Mục tiêu của tác giả Eliyahu Goldratt đã bán được 5 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành cuốn sách gối đầu giường cho nhiều nhà quản lý, doanh nhân, trong đó có cả Jeff Bezos. Quyển sách này kể về Alex Rogo, một quản lý đang phải làm việc tuyệt vọng để giúp nhà máy của mình không rơi vào thảm họa. Trong đó Alex sẽ có 90 ngày để vực dậy nhà máy của mình, hoặc nó sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn với hàng trăm nhân viên bị mất việc. Dưới dạng một câu chuyện kinh doanh xen kẽ với rất nhiều tình tiết thú vị trong cuộc đời của Alex Rogo, cuốn sách khiến độc giả thay đổi cách tư duy về công việc, về cách đối mặt với những thách thức trong kinh doanh hay sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nó ẩn chứa một thông điệp nghiêm túc cho tất cả các nhà quản lý và giải thích rõ ràng những ý tưởng về lý thuyết điểm hạn chế, Theory of Constraints, mà Eliyahu Goldratt, bậc thầy trong việc phát triển các khái niệm và hệ thống quản lý kinh doanh mới, đưa ra. Thông qua ví dụ dễ hiểu, Eliyahu Goldratt đã chỉ ra rằng sức bền của một dây xích chính là sức bền của mắt xích yếu nhất. Sức mạnh tập thể sẽ phụ thuộc vào mỗi cá nhân, cũng như sự vận hành trơn tru của hệ thống sẽ phụ thuộc vào mỗi bộ phận riêng lẻ. Từ đó, nội dung trong cuốn sách không phải là những điều quá mới mẻ. Giải pháp của sách đưa ra dễ thực hiện đến mức ai cũng có thể làm. Các phân tích từ tình huống thực tế rồi qua các câu chuyện gần gũi khiến tác giả Mục tiêu thực sự là cuốn sách dễ đọc, dễ ứng dụng để cải tiến doanh nghiệp và tổ chức. Ngay cả Jeff Bezos cũng dành những lời có cánh cho cuốn Mục tiêu này. Cuốn sách thực chất là một sự bóc trần bản chất của khoa học sản xuất trong hình hài của một cuốn tiểu thuyết. Cuốn sách khuyến khích các công ty xác định những khó khăn lớn nhất trong hoạt động của mình và từ đó nhìn nhận ra những hạn chế để khắc phục. Đây là một trong ba cuốn sách ông yêu cầu các quản lý cấp cao của mình phải đọc, bởi nó đã giúp ông vạch ra cả tương lai cho đế chế Amazon sau này. Thế lưỡng nan của nhà cải tiến, tác giả Clayton Christensen. Thế lưỡng nan của nhà cải tiến là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn trong giới khởi nghiệp. Cuốn sách này được xếp thứ 3 trong danh sách 100 quyển sách về kinh doanh hay nhất mọi thời đại của hai tác giả là Jack Covert và Tut Sanderson. Trong quyển sách này, giáo sư quản trị kinh doanh tại Harvard Clayton M. Christensen đã nêu ra rằng những công ty hàng đầu có thể làm mọi thứ đi đúng hướng nhưng vẫn có thể thất bại và mất đi vị trí dẫn đầu thị trường, hoặc tệ hơn là biến mất khỏi thị trường. Trong cuốn sách, tác giả đặt ra vấn đề, những quyết định quan trọng mà ban quản trị đưa ra cũng chính là lý do tại sao họ đánh mất vị trí đứng đầu, đó là thế tiến thoái lưỡng nan của các nhà cải tiến. Từ đó, cuốn sách phân tích rõ những khó khăn và nghịch cảnh mà startup phải đối diện, đặc biệt đối với những startup lấy đổi mới, đột phá làm nền tảng. Bằng việc chỉ ra những nghịch cảnh của nhiều công ty khởi nghiệp, tác giả cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích để giúp doanh nghiệp tránh xảy ra trường hợp như trên. Tỷ phú Michael Bloomberg đã từng mô tả cuốn sách Thế lưỡng nan của nhà cải tiến là hoàn toàn xuất sắc. Ngoài ra, cuốn sách kinh doanh này còn có ảnh hưởng rất lớn đến những nguyên tắc hoạt động của Amazon. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện tiền đề cho sự ra đời Kindle và Amazon Web Services. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!